khách hàng phàn nàn vì phải chờ đợi, nhân viên ghi order chậm, tính tiền không chính xác, bếp ba hết nguyên vật liệu chế biến. Quản lý không kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Đừng lo, Cúc Cúc sẽ giúp bạn. Cúc Cúc là hệ thống phần mềm Cloud Mobile, phù hợp với mọi loại hình phục vụ như phục vụ tại bàn, phục vụ nhanh, mua mang về, phục vụ tiệc, phục vụ buffet và giao hàng. Đặc biệt, với phiên bản phục vụ nhanh Quick Service được thiết kế dành riêng cho các quán cà phê, trà sữa, nhà hàng phục vụ nhanh, quầy thức ăn di động. Giải pháp này sẽ giúp nhà hàng tự động hóa toàn bộ quy trình bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả điều hành. Bước 1. Ghi order và thu tiền. Nhân viên nhà hàng có thể sử dụng máy tính hoặc máy tính bảng để giới thiệu nhanh các chương trình khuyến mại đến thực khách, ghi nhận món và sở thích phục vụ dùng kèm hoặc yêu cầu chế biến riêng một cách nhanh chóng, tính và thu tiền, in hóa đơn kèm số chờ, ngay lập tức gửi order cho nhân viên chế biến. Bước 2. Quản lý chế biến. Nhân viên bếp ba sẽ nhận các yêu cầu chế biến qua máy in hoặc thông báo trên máy tính bảng. Sau đó, bếp ba có thể thực hiện thông báo trả món, báo hết món cho các bộ phận khác ngay trên máy tính bảng mà không cần phải di chuyển. Đặc biệt, Cúc Cúc còn tự động tổng hợp số lượng một món cần chế biến tại một thời điểm để chế biến nhanh hơn, giảm thời gian phục vụ cho nhà hàng. Bước 3. Nhận món. Khi order đã được hoàn thành, thực khách có thể theo dõi thông báo ngay trên màn hình TV để nhận món ăn kịp thời. Bước 4. Báo cáo kinh doanh tức thời. Các dữ liệu bán hàng về doanh thu, chi phí, lợi nhuận ngay lập tức được cập nhật trên hơn 40 biểu đồ thống kê và báo cáo phân tích, giúp chủ nhà hàng luôn kiểm soát tình hình kinh doanh mọi lúc, mọi nơi, trên điện thoại, dù không có mặt tại quán, để kịp thời đưa ra các quyết định điều hành. Ngoài ra, mọi thao tác, giao dịch bán hàng đều được ghi nhận vào phần mềm Cúc Cúc, giúp quản lý nhà hàng dễ dàng tra cứu, kiểm soát công việc của các nhân viên, hạn chế các gian lận sai sót. Bên cạnh đó, Cúc Cúc còn đáp ứng các nghiệp vụ kế toán đặc thù trong lĩnh vực F&B như quản lý kho, mua hàng, công nợ, quỹ tiền. Đặc biệt, với tính năng tự động tính toán và gợi ý số lượng nguyên vật liệu cần dùng dựa trên các dữ liệu bán hàng trước đó, Cúc Cúc giúp giảm thiểu tình trạng thừa hoặc thiếu nguyên vật liệu. Là một cộng sự đáng tin, Cúc Cúc còn cung cấp một giải pháp quản lý thẻ thành viên, mạng ưu đãi và marketing hoàn toàn miễn phí thông qua nền tảng FiveFood, giúp nhà hàng quản lý hiệu quả các khách hàng hiện tại, thu thêm khách hàng mới và tiết kiệm chi phí. Thêm vào đó, phiên bản tự gọi món dành riêng cho thực khách trên máy tính bảng giúp giảm thời gian chờ đợi của thực khách và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Không chỉ triển khai thành công cho 10.000 khách hàng tại Việt Nam, Cúc Cúc còn được sử dụng rộng rãi ở hơn 12 quốc gia trên thế giới với nhiều giải thưởng và chứng nhận uy tín. Truy cập ngay website cuccuc.vn để nhận được dịch vụ tư vấn miễn phí và nhiều ưu đãi hơn nữa từ chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý khách.